Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Nội dung trong video này mình sẽ cập nhật một số tin tức về cái đồng Sidra Bank nha các bạn. Hiện tại thì Sidra Bank nó vẫn cho chúng ta khai thác miễn phí nha. Và các bạn vào cái phần ProLine nó cho chúng ta là update cái thông tin nè các bạn. Các bạn bấm vào cái phần trang cá nhân ProLine nha. Các bạn bấm vào cái nút update your information ở cuối nha các bạn. Nút màu xanh này các bạn bấm vào. Đây hiện tại thì nó cho chúng ta cập nhật tên, số điện thoại, rồi ngày tháng năm sinh, rồi nước Việt Nam nha các bạn. Đấy, các bạn cứ vào đây. Còn các bạn muốn đổi mật khẩu thì các bạn bấm vào đây nha. Đó, hiện tại là nó chưa cho KYC toàn diện đâu, nó chỉ cho KYC bot, có nghĩa là các bạn chỉ cập nhật một số cái thông tin tên tuổi cơ bản thôi nha các bạn. Rồi sau này hình như là nó có cho KYC khuôn mặt nữa đó các bạn. Mà hiện tại thì chưa đâu, nó chỉ bắt các bạn xác minh email và tên tuổi với lại số điện thoại thôi nha các bạn. Rồi, đây là cái trang ProLine của hiện tại nè các bạn nè. Và trong tương lai thì nó sẽ như thế này, mình sẽ cho các bạn xem. Đây là các bạn, đây là nó đăng lên cái trang Twitter của nó, là trong tương lai nó sẽ cập nhật như thế này. Và nó đăng, nó hỏi người, tất cả những người mà đào Sidra Bank á, có muốn cập nhật như thế này hay không, hay là muốn góp ý kiến gì thì vào trang Twitter của nó để mà góp ý kiến nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái trang rất là bài bản nha. Có khuôn mặt, có avatar đầy đủ nha các bạn, có địa chỉ ví luôn nè các bạn nè. Có, nói chung có đầy đủ tất cả mọi thông tin, có mã code luôn các bạn. Có thể nói đây là một cái thằng Sidra Bank thì các bạn cũng đã biết rồi đấy. Đây là một cái thằng ngân hàng Hồi giáo kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới luôn nha các bạn. Mà các bạn biết rồi đấy, ở cái giới Ả Rập các bạn, thì ngân hàng Hồi giáo, ở cái giới mà Hồi giáo thì về tiềm lực tài chính của nó rất là mạnh luôn nha. Và đây cũng có thể là cái đồng tiền kỹ thuật số chung trong cái giới Hồi giáo luôn nha các bạn. Và hiện tại thì để mình xem thử Việt Nam chúng ta đang khai thác xếp thứ mấy nha. Đây các bạn bấm vào cái phần phía bên đây. Việt Nam của chúng ta là đang xếp thứ 5 trong cái bảng khai thác này nha các bạn. Việt Nam của chúng ta hiện tại thì có 257.000 tài khoản đang khai thác và khai thác được 13,9 triệu coin rồi. Còn khai thác nhiều nhất đó là Nigeria và China, Trung Quốc nha các bạn. Ấn Độ là xếp thứ 3 nè, rồi Mỹ là xếp thứ tư nè, Việt Nam là xếp thứ 5 nha. Rồi tới Indo nè. Đây mấy cái nước Hồi giáo Qatar nè các bạn nè, Pakistan, Bangladesh khai thác rất là nhiều luôn. Đây hiện tại là đã có 3,1 triệu tài khoản rồi nè các bạn nè. 3,1 triệu tài khoản đang khai thác nha. Phải nói là một con số cực kỳ lớn luôn. Và hiện tại thì chúng ta vẫn đang khai thác miễn phí nha các bạn. Và các bạn chia sẻ cho bạn bè thì các bạn cũng sẽ được tăng tốc độ khai thác nha. Đây, phải nói đồng coin này phải nói là cực kỳ tiềm năng luôn. Và chúng ta không nên bỏ lỡ cái đồng Sidra Bank này nha các bạn. Đây là một đồng coin ngân hàng Hồi giáo thì mình nghĩ là trong tương lai thôi, nay mai thôi các bạn. Thì nó sẽ chính thức có giá trị nha các bạn. Dạo gần đây thì nó liên tục cập nhật các thông tin cũng như là ở trên trang Twitter. Các bạn có thể vào trang Twitter của nó để mà đọc. Để mình vào trang Twitter của nó cho các bạn xem nè. Đây khi vào trang Twitter thì các bạn tìm Sidra Bank nha. Các bạn đây nè, các bạn nè. Đây là cái trang Twitter chính chủ của nó nha. Có 138.000 người theo dõi nha các bạn. Đây trang web của nó là sidrabank.com nè. Đây trang web của nó nè các bạn nè. Đây, hiện tại là nó cảnh báo là các bạn, cảnh báo là lừa đảo nè. Hiện tại là có nhiều cái đồng Sidra Bank giả nha các bạn. Đây, đây là cái nó hỏi các bạn là có muốn cập nhật giao diện như thế này hay không nè. Đây, cập nhật trang hồ sơ nha các bạn. Và các bạn có ý tưởng gì thì các bạn cứ việc comment bên dưới phần Twitter nè, để nó có thể sửa đổi nha các bạn. Đây trang Twitter của nó nha. Các bạn có thể vào đây để mà theo dõi những cập nhật trên trang Twitter của nó. Dự án này đang tiến triển rất là tốt đó các bạn. Hiện tại thì sau một vài thời gian thì nó cung cấp rất là ít thông tin luôn. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy nó cung cấp thông tin cũng như là hoạt động khá là tích cực trên Twitter nha các bạn. Rồi hiện tại mà bạn nào chưa có đăng ký tài khoản khai thác Sidra Bank á, thì mình khuyên các bạn là nên khai thác Sidra Bank càng sớm càng tốt nha. Vì đây là một đồng coin cực kỳ tiềm năng luôn. Và mình sẽ để đường link bên dưới phần bình luận của video. Bạn nào chưa có tài khoản thì click vào đăng ký khai thác chung với mình nha. Video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.